Nha thì hôm nay buổi chiều mát mẻ và thằng cuốn của mình đói bụng nên là nãy giờ nó chạy tung tăng nó đi kiếm ăn nè. Để điện thoại đây nha, không có cự cãi em sùng nha. Giờ đi mua pha thêm sâu nữa nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cút gì có rồi, lấy ra ngoài rồi. Đóng cửa lại đi. Nhìn cái cây nè.
cái đơn gì đó thì mình để hỏi cho nó xé lỗ chạy cho.
Tôi mượn cái dao chú ba. Tới rồi đó, 5 giờ đó, 3 rưỡi rồi đó. Thôi xin dừng video đây cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ ha. Cả nhà xem mới chia sẻ bấm like, nãy giờ đi vòng vòng điện thoại thì gần hết pin luôn, đằng cuốn thì đang chờ ăn. Thôi xin chào cả nhà.